Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 25 tháng 11. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng đường trên cao tại quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh để giảm kẹt xe khu Đông Bắc, kết nối Thủ Đức và Bình Thạnh với trung tâm. Đây là giải pháp được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông xuyên suốt từ quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức đến đại lộ Điện Biên Phủ ở quận Bình Thạnh, giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực đông đúc này. Ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức đề nghị án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan từ 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong khoảng ngày 28 đến ngày 29 tháng 11, khu vực thành phố Hồ Chí Minh khả năng có mưa rào và dông rải rác với một vài nơi có mưa vừa, những ngày còn lại không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi ở với lượng không đáng kể. Trong 5 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh đến ngày 29 tháng 11, đỉnh chiều cao nhất ngày trên mức báo động 1 khoảng 0,06 m. Đỉnh chiều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 3 và ngày 4 tháng 12, tức mùng 3 và mùng 4 tháng 11 âm lịch. Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội giáp sân bay đến đường Cộng hòa thành phố Hồ Chí Minh dài gần 800 m, mặt đường rộng từ 8 đến 10 m được mở rộng lên 22 m. Dự án được phê duyệt tháng 10 năm 2016 với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm không triển khai, đến tháng 7 năm 2022, dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 291 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị các bạn, thì sau nhiều năm chờ đợi, người dân địa phương rất mong chờ đến ngày được lưu thông trên cây cầu Rạch Đĩa nối quận 7 vào huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Bản thân tôi cũng là phấn khởi mà mong muốn cây cầu qua lại cho thuận tiện hơn, không còn cái cầu sắt nữa. Là cây cầu còn sắt ngày xưa là đi qua nó không thuận tiện, là cái nữa là nhiều khi nó sập cũng không ai biết được. Mà bây giờ người dân đây là quận 7, quận Nhà Bè là hai bên ta đường thông suốt. Mà cây cầu này đúng ra cây cầu tôi đứng cửa giữa là cầu này là thân trang. Cây cầu này đẹp. Ngoài đó là kẹt dữ, bây giờ thì chăm có cái cầu này là ta tắp tỉa ra đi bớt là nó đỡ kẹt. Chứ hôm trước đi có con đường không nó kẹt dữ lắm. Sáng mai mà đưa đi học về là cầu 8, 9 giờ mới về tới nhà. Những giờ mà cái cầu này rồi ai cũng mừng á. Chăm cho mà làm giàu đi chợ, không có đi vòng. Hôm trước đây toàn là đi vòng, đi bọc, phải đi vòng về. Còn giờ có cầu của mình lên đây, ai cũng mừng. Lúc nãy đây vui lắm. Chiều mấy đứa nít á, nó chạy vòng vòng đây nè, còn người lớn cũng chạy xe đạp đi bộ. Thông tin vừa rồi khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.